Hôm nay tôi đến đây để gọi số vốn là 2,5 tỷ đồng cho 1% cổ phần của công ty. 5,5 tỷ cho 5% cổ phần dưới dạng quy đổi trái phiếu. 5 triệu đô đổi lấy 10% cổ phần của công ty. Đây là công ty công nghệ và chúng tôi tin là đây là hàng nhu yếu phẩm, một cái giá trị đơn hàng khoảng 100.000 đồng cho một bữa ăn gia đình 4 người thôi, nhân với khoảng 2 triệu hộ gia đình ở Hà Nội và chưa tính các tỉnh thành khác. Cái doanh thu của nó rất là lớn. Tôi dùng phương pháp định giá nhanh để định giá sản phẩm. IRR nó rơi vào khoảng tầm 18% với mức doanh thu khoảng 400 tỷ trong một năm khi mà tối đa. Tôi chia cho chi phí sử dụng vốn ở Việt Nam nó phải rơi vào khoảng 16%. Tôi sẽ ra được cái mức định giá của doanh nghiệp nó rơi vào 225 tỷ. Là business hiện nay là mới chỉ ở dạng thử nghiệm và đang tạm dừng để làm cho nó tốt hơn. Mà với một ví như vậy mà em định giá của doanh nghiệp của em là 250 tỷ. Em đến đây để đùa sắc à? Với định giá như thế này, mà kể cả em có định giá thì có không phải 250 tỷ, em chỉ định giá 2 tỷ rưỡi thôi, hoặc là 250 triệu, anh cũng sẽ không đầu tư. Chưa gặp vốn bao giờ mà định giá 110 tỷ đồng. Giới thiệu về các sản phẩm của em thì các sếp sẽ hiểu là tại sao mà tụi em kêu gọi với số tiền đó. Nhóm các sinh viên y khoa chưa nhiều kinh nghiệm mà các em đã tiếp cận đến quá nhiều cái khái niệm công nghệ như này và các em định tự định giá mình luôn 110 tỷ. Các em có khi không phải là người của trái đất này. Bạn gọi 5 triệu đô cho 10% à? Dạ vâng ạ. Không hiểu sao bây giờ startup Việt Nam bây giờ bị ngáo giá hay sao nhỉ? Lạm phát mà. Sau 9 năm bạn chỉ có doanh số 1 tỷ, tôi cho bạn một cấp số nhân luôn. Cứ mũ 2, từ 1 lên 2 đấy đã. 2 mũ 2 là 4. 4 mũ 2 là bao nhiêu? 4 mũ 2. 16. 16. Yeah. Là đến năm thứ tư rồi. 16 với 16 là tầm 256 tỷ. 5 năm sau bạn cũng chỉ được có 256 tỷ thôi. Hồi nay nhân gì đấy mà 750 triệu đô ghê thế. Lợi nhuận của em hiện nay là khoảng 400 triệu một tháng. Đúng rồi. Có hẳn 500 triệu đi. Một năm của em sẽ nhân ra được lợi nhuận là khoảng 6 tỷ một năm. Và với cái business này của em thì cái multiple lợi nhuận ấy để tính ra định giá của doanh nghiệp ấy cùng lắm là 5 lần. Tức là giỏi lắm cái doanh nghiệp của em định giá được là khoảng 30 tỷ là cao nhất. Đó là còn chưa kể tính các cái chi phí rủi ro khác. Nên là anh nghĩ là em phải tỉnh ra. Đừng ngáo giá. Đừng ngáo giá, ok. Cái ý tưởng mà sản xuất mấy cái khung sắt như thế này mà em kêu gọi tới 5 triệu đô thì là mức giá gọi là điên rồ. Theo anh ấy là em đừng lên sản xuất mấy cái đồ này. Em về em đầu tư sản xuất mấy máy in tiền ấy thì may ra một năm in ra được 5 triệu. Anh không đầu tư.